đó giờ em biết bằng cá luôn á. Bằng vậy nè cũng đâu khó đâu em. Nhờ video này mà em sẽ biết bằng cá. Để mình tia lại gần nha. Rồi, em mận cá xấu lắm thiệt luôn á. Mận sạch sẽ được rồi, xấu đẹp gì đâu quan trọng đâu. Mấy cái men, đồ vòng vòng, đồ dãy ấy vây rồi đó. Em cắt hồi nó tươi hết trơn à. Có con cái kéo còn đỡ, còn con dao là em chặt hồi tiêu con cá luôn. Rồi chắc cá bên cành luôn đúng không? Chắc, chắc cái kiểu chặt vây mà sợ chặt vô thịt. Nè, có gì đâu khó. Ôi, mình cá chuyên nghiệp quá ơi. Mình cá là chuyện nhỏ thôi, một hồi anh kho cá cho ăn luôn mới thật ngon. Ghê. Yeah. Buổi chiều nam thanh niên dạy học cách mần cá. Nói quá à, dạy gì? Mần cá mà dạy gì mà dạy. Nghe như bình thường chỉ số thông minh của em ấy ta. Em nói vậy mà. Cái này bỏ luôn nè. Cái này người ta gọi là gì? Cái men. Men cá nè. Nhờ anh không ăn bao tử cá cho kéo nên kéo kéo ra hết luôn, kéo ra nguyên cái ruột luôn. Nên anh không có giữ bao tử cá. Em cũng thấy mẹ mặn vậy. Nhờ không ai ăn cá. Đó là xong một con cá rồi. Thì ra là lý do người ta ra xong bằng cá là vậy, quăng quăng có tiện. Em thấy vậy chứ mấy con cá dưới nước đó, nó cũng ăn mấy ruột cá này chứ bọt. Đây mình đâu phải là gây ô nhiễm môi trường đâu. Ui. Trời ơi, còn sống nữa cơ. Ngộ quá ha. Nhưng mà nó còn giải được nữa. Anh xè cái vây nó ra cho dễ chặt. Để chặt vậy chặt vô thịt nó. Không biết mà, chẳng lẽ người làm cá không biết. Em vây, em phải quay một hồi vây cẩn cảnh thấy anh luôn chứ tự nhiên phải thấy cảnh này không à. Lâu lâu người ta quay thấy người nữa chứ. Em đang quay luôn á anh. Ôi trời. Thấy không, em nói mà coi chừng cá xuống sông không tin em. Dễ vậy. Xuống sông mò lại. Nắng quá trời nè, bây giờ mới hé nắng nè. Này, buổi chiều sau cơn mưa. Nắng đẹp ha. Ừ. Không mà em thích mưa hơn. Nó mát. Chói quá, chói quá. Một chập vậy là được rồi. Hồi đó, hồi lúc anh còn nhỏ đó là anh vừa mần cá mà cái tập học bài anh được để cái bên nó vừa mần cá vừa bài sao học, sao tập trung? Vậy mà học được á, vừa nấu cơm vừa học bài luôn mà. Hồi đó, anh nhỏ anh xuyên học bài thì học mấy cái bài. Vậy mà lúc nào trả bài cũng thuộc. Yes. Có sao biết? Có sao biết em lúc nào học bài cũng thuộc. Lúc đó không biết em học lớp mấy. Mẹ kể. Để bữa nào đi mẹ kể. Kể hồi nào? Mẹ kể hồi nãy. Hồi lúc anh chở ba đi ra chợ. Mắc cười quá. Mẹ kể hồi em tự bịa đặt. Nói là em thấy không có đúng rồi đó. Kể tôi ạ. Nguyện gù quá. Sắp xong chưa? Sắp xong chưa? Còn móc hầu nữa đúng không? Sao anh mà nhìn nhẹ nhàng quá? Cái gì đâu, bình thường mà. Tại em không biết mần, em thấy nó nhẹ gì đó. Con này không có trứng ta. Cá lóc vậy thì có trứng, ít lắm, hiếm á. Từ khi mà con cá lóc mà nó đi chung với bà vòng rồng á. Thằng lão. Không có đi chung với bà vòng rồng nữa, để rồi trứng ở đâu ra. Nhưng mà vẫn có. Ôi sao rửa ở đó. Em như nhà kêu rửa. Đi.
Cầm vô đi. Người ta nói như người ta là biết gì cá vậy. Biết mà. Thấy cha hay đi nhấp đó. Người tắt đi nha. Vui.